Đây là cái điều sẽ giúp anh chị tách biệt với những người làm sales khác. Duy có gọi tên hai loại điểm đau của khách hàng: nỗi đau về giải pháp và nỗi đau về sản phẩm. Thế nào là nỗi đau về giải pháp? Nỗi đau về giải pháp là khi khách hàng đã có một cái nhu cầu nào đó, ví dụ như Duy đang bị hỏng điện thoại thì Duy đang cần một giải pháp nào đó để giải quyết cái vấn đề này. Có nghĩa là tôi đang cần một sản phẩm nào đó để thay thế cho sản phẩm hiện tại. Thì đấy là giải pháp. Còn nỗi đau về sản phẩm có nghĩa là gì? Là trong quá trình mà tôi dùng một cái sản phẩm nào đó thì tôi có những cái điểm mà tôi cảm thấy rất là khó chịu với sản phẩm này. Nó có sự khác biệt. Các anh chị hình dung được không ạ? Một bên là tôi phải tìm cái giải pháp nào phù hợp nhất với tôi, và một bên khác đó là trong quá trình tôi dùng những cái dịch vụ hoặc cái sản phẩm trước đó thì tôi có những vấn đề mà tôi cảm thấy không thuận tiện cho mình. Duy lấy ví dụ, Duy có rất nhiều khách hàng khác nhau và Duy sẽ cần phải có một phần mềm để chăm sóc khách hàng của mình, gọi là phần mềm CRM. Thì có thể là trước đây Duy dùng một cái sản phẩm tên là, có phần mềm tên là A. Thì một thời gian Duy cảm thấy rằng cái phần mềm tên là A này nó không đáp ứng được hết cái nhu cầu của team của Duy. Thì cái điểm đau về giải pháp, nỗi đau về giải pháp là Duy không biết rằng có cái sản phẩm nào tốt hơn hay không để đi thay thế cho cái sản phẩm về A này. Và khi đó thì nếu các chị bán sản phẩm B, đúng không ạ? Các anh chị tiếp cận với Duy và sản phẩm B của tôi tốt hơn sản phẩm A, có nghĩa rằng giải pháp của các anh chị đang là giải pháp phù hợp hơn với Duy. Đấy là nỗi đau về giải pháp, và đây là cái mà chúng ta thường xuyên nói tới nhất. Khi gặp khách hàng, các anh chị nói rằng là sản phẩm của tôi có thể giúp các anh chị giải thế kia, đúng không ạ? Và giúp các anh chị giải quyết được điều này điều kia, đấy là giải pháp. Nhưng mà có một điều mà ít người hỏi tới. Cho em hỏi, thế anh đang dùng sản phẩm A, lý do vì sao anh lại phải thay đổi nó sang B? Tại sao anh không tiếp tục dùng cái A này? Tôi không dùng cái A này nữa bởi vì nó chậm, bởi vì nó tốn kém, bởi vì nó phức tạp, bởi vì nó cổ điển, vân vân. Đây là những nỗi đau về sản phẩm. Và nếu như anh chị hiểu điều này thì trong quá trình các anh chị tiếp cận khách hàng của mình, các anh chị có thể hỏi xem anh chị đã từng tìm cái giải pháp nào hay chưa? Hay là cái lý do gì mà các chị lại dừng lại cái sản phẩm hiện tại? Lý do vì gì mà tại sao các chị đang đầu tư ở bên này mà các chị không đầu tư ở bên này nữa mà các chị đầu tư ở bên kia? Khi đó khách hàng sẽ nói ra những cái nỗi đau của mình. Đúng không ạ? Tôi đã dùng bên đó rồi nhưng mà tôi cảm thấy không phù hợp. Và đấy là cái điểm để các chị có thể chạm vào khách hàng. Đấy là điểm mà chúng ta tập trung vào. Tôi hiểu rồi. Vậy thì đây chính là cái điểm mà khách hàng đang muốn loại bỏ. Vậy thì tôi sẽ giúp cho anh chị có một cái giải pháp phù hợp nhất đối với mình để các anh chị vượt qua được tất cả những cái nỗi đau này. Đó là nỗi đau về sản phẩm. Đây là cái điều mà khiến cho các anh chị trở thành một người làm sales khác biệt, bởi vì phần lớn chúng ta chỉ đang tập trung nói về giải pháp của mình mà chưa thực sự đi tìm hiểu xem khách hàng còn cái nỗi đau khác liên quan đến sản phẩm hay không.